Một cái mẹo giúp bạn edit video nhanh hơn rất là nhiều mà mình thường xuyên sử dụng khi mà mình edit video trên điện thoại hay là trên iPad nha. Sau khi mà các bạn quay video xong rồi thì các bạn sẽ đưa cái video đó vào trong CapCut. Mà việc đầu tiên các bạn cần làm đó là tách bỏ những cái đoạn dư thừa, những cái khoảng trống để thành một cái video hoàn chỉnh giống như cái kịch bản mà mình ghi lúc ban đầu. Lúc này thì sẽ có những cái khoảng trống và những cái khoảng mà các bạn bị sai thì các bạn phải tách bỏ những cái đoạn dư thừa đó đi. Và cách mình hay làm thường xuyên đó là mình tạo phụ đề tự động cho cái video đó trước ha. Cách làm là các bạn sẽ ấn vào cái đoạn video đó ha, cho sáng lên, các bạn sẽ chọn vào chú thích tự động, chọn tạo. Đợi tí xíu thì bạn đã tạo ra được một cái phụ đề tự động như thế này. Và các bạn sẽ nhìn vào những cái dòng chữ màu cam, các bạn sẽ thấy cái đoạn nào nói và cái đoạn nào trống thì các bạn sẽ tách xóa rất là dễ dàng ha. Và rất là chính xác luôn, không cần phải nghe đi nghe lại hay là xem tới xem lui coi đoạn nào trống hay là đoạn nào mà mình nói chuyện để mình tách xóa ha. Nó rất là cực luôn. Đôi khi mình tách cái kiểu đó ha, có đoạn thì nó bị rất là sát mà có đoạn thì nó bị dư ra rất là nhiều. Và cái mình nhìn vào cái dòng chữ màu cam này mình tách rất là chính xác luôn. Và nếu như bạn thấy mẹo hay, hữu ích, hãy thả tim, follow. Còn bạn biết mẹo nào hay hơn nữa, hãy để lại bình luận bên dưới nha. Và mình là Fortune Edit, tận tâm từng chi tiết.